chào các bạn. Hình ảnh các bạn vừa xem chính là thiên đường mây Tà Xùa. Tà Xùa là một xã vùng cao, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La, tiếp giáp với tỉnh Yên Bái. Từ trạm tấu của Yên Bái, chúng ta đi tắt theo đường Xín Vàng cũng có thể sang được đây. Tà Xùa trước đây được biết đến với món chè san tuyết. Tà Xùa nổi tiếng được lấy từ những cây cổ thụ. Đó. Đường từ thị trấn Bắc Yên lên đây khoảng 15 cây và dọc đường thì cũng có nhiều cảnh đẹp. Thế và chúng mình cũng đã dừng lại một số chỗ rồi tiếp tục tiến về xã Tà Xùa. Thế thì các bạn muốn đến Tà Xùa để săn mây thì chúng ta đến khoảng tháng 10 đến tháng 4 sang năm. Và đây chúng mình đã bắt đầu tới Tà Xùa đây rồi. Đó. Xã Tà Xùa thì trước đây cũng rất là vắng. Mọi người biết đến Tà Xùa không phải là thiên đường mây. Mấy năm gần đây thì thiên đường mây là những cái từ rất là hot, được nhắc đến nhiều. Thế và chúng mình đặt homestay ngay ở gần trung tâm xã. Hiện nay thì có rất nhiều homestay được xây dựng để phục vụ quý khách. Và homestay mình đang ở. Sau khi vào homestay xong thì chúng mình quay ngược về trung tâm xã và rẽ vào một con đường bên tay trái để chúng mình đến mỏm đá heo, cá heo. Đấy, mỏm đá cá heo. Thế thì ở đây sẽ có hai đường đi. Đường bên trên là đường bê tông rất là nhỏ. Đấy, có những cái khúc cua đẹp. Thế và các bạn đi thì có những cái chỗ đường xấu. Thế còn đường bên dưới thì là đường to hơn. Đó, nhưng mà xa hơn một chút. Khi tới mỏm cá heo thì các bạn thấy rất nhiều du khách lên đây và phải đứng xếp hàng để chờ. Mình thì chả chờ được cho nên là mình đi ra phía đằng sau để mình chụp ảnh ở một cái mỏm đá khác. Đây, đây là mỏm đá giống hình cái đầu rùa. Đó. Thế và ở đây thì mình sẽ không chen chúc nhưng mà cũng tranh thủ chụp kiểu ảnh cùng với gái nhà mình. Thế và trên đường về thì các bạn thấy bắt đầu là hoàng hôn. Hoàng hôn ở Tà Xùa thì cực kỳ đẹp nếu các bạn đến đúng điểm eo gió. Eo gió thì chính là cái điểm mà các bạn đi Xín Vàng. Thế và ở đây thì hiện nay cũng có một số quán cà phê người ta dựng lên. Trước có cái táo cô đơn rất là đẹp. Thế nhưng bây giờ thì có cái quán cà phê và chúng ta view mây hoàng hôn ở đây. Đó. Thế còn lại dọc đường về thì chúng mình cũng thấy hoàng hôn rất là đẹp luôn. Thế và cũng có dừng lại quay một số hình ảnh để các bạn có thể xem và thấy. Thế và sau khi về homestay thì cái homestay này cũng nhìn ra thung. Nếu hôm nào có nhiều mây thì mây cũng tràn vào cái sân của cái homestay này. Và mình cũng đã ngồi đây thưởng thức ly cà phê rồi thì tham lap để được những cái thước phim như thế này. Buổi tối chúng mình đốt lửa ở sân, bàn hát rất là vui vẻ. Em khi ta trong trường sang nhớ đã cách mây đang mưa hồi trời yêu xa sao lớn lên rồi làm sao em không thấy cà phê
Buổi sáng mình dậy từ 4 giờ 30 phút để chuẩn bị xuống sống lưng khủng long. Từ trung tâm xã mà xuống thì khoảng 12 km đi đường Háng Đồng các bạn ạ. Thế và tới đây thì có một vấn đề là không thể không chụp ảnh được. Ảnh bắt đầu mặt trời mới mọc. Đấy. Và các cái mẫu của mình cũng có mặt ở đây. Và trước cảnh mây bồng bềnh thì chúng ta có những cái bức ảnh rất là đẹp. Đấy, các bạn thấy đỉnh Tà Xùa cao 2.875 m so với mực nước biển. Thế và có một cái sống lưng khoảng hơn một cây số từ đầu đằng này đến đầu đằng kia. Thế và ở đây thì chúng ta có thể theo hai hướng, một là chúng ta đi bộ, hai là thuê các cái xe ôm của các anh trai bạn. Các anh trai này đi xe siêu lắm các bạn ạ. Đấy, đèo người cũng chạy vù vù. Thế và xuống tới đây thì chúng ta sẽ có hai lựa chọn. Nếu các bạn muốn chụp ảnh chân dung thì các bạn đi sâu xuống mỏ cuối cùng hoặc là gần cuối cùng, thì các bạn đứng ngược lại xuôi với chiều ánh sáng các bạn chụp, thì các bạn lấy được cái sống lưng ở đằng gốc. Đấy. Thế và mặt thì sáng. Còn nếu các bạn mà muốn chụp ánh nắng, muốn chụp ánh nắng ban mai, thì các bạn lại chỉ đến cái mỏ đầu tiên và chúng ta chụp theo hướng mặt trời. Thế thì ở đây thì có hai cách chụp, chụp như thế này thì cảnh rất là đẹp. Nhưng mà khi chụp chân dung thì lại là chụp ngược sáng. Nếu ai biết chụp ngược sáng thì đẹp, còn nếu không thì là mặt sẽ bị tối. Đấy là cái hai lựa chọn để các bạn chụp ảnh ở đây. Đó. Thế còn bây giờ thì các bạn biết là ở Tà Xùa thì cũng rất nhiều homestay mọc lên. Có homestay mọc sát ngay ở chỗ sống lưng khủng long. Thế và giá dao động khoảng 100.000 trên một người. Đó, và các bạn có thể liên hệ. Tuy nhiên thì mình lưu ý, đoàn của mình liên hệ trước 10 ngày mà cũng không kiếm được chỗ ăn ngủ đâu. Bởi vì mùa này thì ở homestay là rất nhiều khách người ta đặt. Đó, và các bạn thấy rất đông người xuống sống lưng. Đấy, trong cái thời điểm mà săn mây. Thế còn muốn săn được mây ở đây thì các bạn lưu ý, hôm trước trời phải có độ ẩm cao. Đó, ví dụ như mù nhiều hoặc là mưa, sau đó hôm sau nắng thì đảm bảo nhiều là sẽ có mây. Còn nếu trời cứ nắng dài hoặc là mưa dài thì các bạn chỉ gặp mù thôi, hoặc là sẽ không có mây. Thì đấy là cái kinh nghiệm của mình khi mà săn mây ở Tà Xùa. Ở Tà Xùa thì còn có nhiều điểm để các bạn có thể tham quan và check in. Tuy nhiên thì sống lưng khủng long là một cái địa điểm nổi tiếng và không thể không qua chỗ này. Đó, các bạn thấy. Thế còn bây giờ thì video của mình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Xin chào.